Chào tất cả các bạn. Microsoft thì quá nổi tiếng với hệ điều hành Windows rồi. Hệ điều hành này là phổ biến, gần như là phổ biến ai cũng có thể, ai cũng đã sử dụng qua ít nhất là một lần trong đời. Chắc chắn các bạn biết điều đó. Nhưng ngoài Windows này, Office này, Word, Excel, PowerPoint mà các bạn hay dùng này, điện toán đám mây này, thì mang tới danh tiếng cho Microsoft. Ngoài ra còn có mảng phần cứng nữa. Không nhắc tới những thiết bị to lớn như là Surface, hôm nay mình sẽ nói đến cái rất là nhỏ thôi, đó chính là phần cứng nhưng mà rất là nhỏ, đó chính là những con chuột. Trong video này mình sẽ nói về con chuột Microsoft Surface Mobile Mouse. Chúng ta hãy cùng mổ xẻ và đánh giá con chuột này nhé. Nào, next. Như các bạn thấy ở đây này, con chuột này thì thiết kế rất là đơn giản thôi. Cơ bản với 3 nút, đó chính là nút chuột phải, chuột trái và con cuộn ở giữa. Rất cổ điển và phù hợp với tất cả mọi người. Không cần phải làm quen quá nhiều mà ai cũng có thể sử dụng một cách rất là đơn giản. Không rườm rà, không quá nhiều nút như những con chuột hiện đại hiện nay trên thị trường. Nó là một con chuột rất là cá tính vì Microsoft không trang bị nhiều lút, không trang bị nhiều tính năng cho con chuột này. Nhưng mà điểm đặc biệt của nó, đó chính là nó trang bị rất nhiều màu sắc. Các bạn có thể nhìn đây, con chuột này sẽ có những cái màu cơ bản như là màu xanh biển sâu này, màu đỏ Bulgari này, màu Silver Edge này. Ngoài ra thì còn có một bản nữa, đó là bản Black, All Black. Bốn màu này thì sẽ tương ứng với những màu bàn phím đặc biệt ở trên những con chiếc máy của Surface, đó như Surface Go này, Surface Pro này và Surface Laptop. Có rất nhiều màu sắc tương ứng với những màu sắc của con chuột này. Đi sâu hơn vào con chuột thì các bạn có thể nhìn thấy ở bề mặt trên này của con chuột có thanh cuộn được làm bằng kim loại này và được làm sáng bóng, nhìn rất là cao cấp. Ở đây là logo của Microsoft cũng như là logo Win10. Còn ở bề mặt dưới, con chuột này sử dụng hai cục pin 3A rất là dễ kiếm và rất đơn giản. Thì thời lượng pin của con chuột này, nếu các bạn dùng ở mức độ trung bình ấy, thì có thể dùng được 6 đến 12 tháng. Còn nếu dùng nhiều ấy, thì mình nghĩ chỉ được dùng 6 đến 8 tháng là hết rồi. Nhưng mà theo mình thấy, đối với một con chuột văn phòng ấy, thì khả năng thay pin nhanh của nó sẽ tiện dụng hơn là con chuột này có sẵn pin ở bên trong chẳng hạn. Chúng ta sạc rất là bất tiện. Vì hết pin thì các bạn chỉ việc thay cục pin khác thôi, không phải nghĩ đến nhiều đến chuyện là pin bị chai này hoặc là bao giờ chuột hết pin để mình có thể sạc. Rất là mất thời gian, cứ thay đi cho đơn giản. Điểm là mình ấn tượng ở trên thiết kế này, đó là một điểm rất là nhỏ thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái đế để che pin, Microsoft làm rất là tinh tế. Họ sử dụng nam châm, chúng ta không phải mất nhiều lực hay dùng lẫy gì cả, chỉ cần chạm nhẹ vào đây, lẫy sẽ tự đẩy ra. Các bạn có thể thay pin và lại gắn vào một cách rất là đơn giản. Những cái đơn giản nhỏ nhoi như này nhưng mà mình cảm giác Microsoft đã chăm chút và để ý đến thao tác cử chỉ của người dùng. Nó làm cho mình bỏ tiền ra mua con chuột này cảm thấy xứng đáng. Thiết kế của chiếc Surface Mobile Mouse này khá là dẹt nên nó rất tiện dụng cho các bạn, đó chính là để túi quần này hay là để trong ba lô hay những vị trí mà chật hẹp. Rất là gọn gàng và thon gọn, chỉ cần đẩy vào. Khi mà lấy ra thì rất là đơn giản, nó không gù. Ví dụ ở đây là con G9-3, các bạn nhìn này, nó gù rất là to. Đấy, khi đút vào đâu nó cũng rất là bất tiện. Các bạn có thể so sánh hai con chuột này đè lên nhau thì bằng được con G9-3 ở độ cao. Và G9-3 rất là nặng. Con chuột này rất là nhẹ và gọn, nhẹ và tinh tế. Mình vừa nói qua về thiết kế con chuột này, nhưng mà điểm mọi người muốn biết nhiều nhất đó là sử dụng nó có hay không. Thì chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu sâu hơn, đó là cách sử dụng và sử dụng con chuột này như nào nhé. Thì Surface Mobile Mouse được Microsoft trang bị công nghệ, đó chính là Bluetooth 4.2 này.
tương thích ngược với cả Bluetooth 4.0 và 4.1 nhá. Thì phạm vi của con chuột này là 10m, cách xa máy tính 10m này, và không phải cắm receiver hay USB gì lằng nhằng cả. Nó có 4 lệnh chính, đó là chuột trái, chuột phải, thanh cuộn và nút giữa. Đấy, nó rất là đơn giản và cổ điển thôi. Người dùng bình thường nào cũng biết những cái cơ bản này và dùng không phải gặp bỡ ngỡ quá nhiều. Sau khi kết nối với máy thì các bạn muốn bật chiếc Surface Mobile Mouse này rất đơn giản, thao tác bật tắt rất đơn giản thôi. Ở phía dưới máy nó có một nút, đó chính là có biểu tượng là Bluetooth ấy. Các bạn ấn một lần vào đây là mở và ấn một lần là tắt, chỉ đơn giản như vậy thôi, cực kỳ rút gọn và đơn giản. Một con chuột có giá 1,5 triệu thì mắt đọc của nó cũng không phải tầm thường. Mắt đọc mà Microsoft trang bị cho chiếc Surface Mobile Mouse này là một mắt đọc rất là cao cấp. Các bạn có thể di ở trên bàn gỗ này, mặt bàn xù xì này, di trên vải và di được cả trên kính. Mọi bề mặt nó đều đáp ứng được tốt. Và trong quá trình sử dụng thì mình không bao giờ thấy bị trôi chuột hay là bị mất chuột. Mình nói từ nãy đến bây giờ thì đa số là đều ưu điểm thôi. Nhưng mà cái gì cũng có nhược điểm. Con chuột này được thiết kế khá dẹt ấy, để tiện cho di chuyển và mang đi mang lại thoải mái. Khi mới sử dụng ấy, các bạn sẽ hơi bị bỡ ngỡ một tí khi chuyển từ những con chuột cong hơn, ví dụ như mình nói ở vừa nãy, những con G9-3 này. Nó rất là ôm tay, to, ôm tay thoải mái, rất là sướng, kiểu như nó có cái phần báng đỡ cho mu bàn tay của mình đây, cho lòng bàn tay của mình đỡ rất thoải mái. Khi chuyển sang con chuột này thì cái phần đấy nó không gồ được nhiều nên mình sẽ bỡ ngỡ khi chuyển sang con chuột này. Vấn đề tiếp theo đó là khi hết pin ấy thì mình đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa mua 2 cục pin 3A về. Tất nhiên là không phải cùng loại với 2 cục pin ban đầu của Microsoft gắn, vẫn dùng và hoạt động bình thường cho đến khi những thao tác mạnh hơn, ví dụ như là mình di chuột mạnh này hoặc là này, chạm tay lên kiểu này thì mình nhận thấy là nó bị disconnect và nó mất chuột. Phải mất khoảng một thời gian tìm hiểu thì mình mới rõ đó chính là 2 cục pin mình mới mua ấy, nó nhỏ hơn và nó không được đầy đặn như 2 cục pin mà Microsoft cho lúc đầu. Chính vì thế khi chúng ta di chuột này hay là chạm chuột mạnh ấy, 2 cục pin nó bị lỏng ra và bị disconnect. Mình khắc phục cách thứ nhất đó chính là đi mua 2 cục pin mới, cũng là 3A thôi nhưng mà nó to và dày dặn hơn cục pin vừa nãy. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chèn một mảnh giấy lên trên 2 cục pin này và gắn lại như bình thường thôi, nó sẽ đỡ cho cục pin đỡ bị lỏng và chúng ta có thể di và hoạt động một cách bình thường. Cuối cùng kết luận ở đây là gì? Với giá 1,5 triệu thì các bạn sẽ nhận được đó chính là một con chuột gọn nhẹ này, đơn giản này, dễ dùng và làm quen khá là nhanh. Mắt đọc của con chuột này cũng rất là tuyệt vời dành cho những người dùng văn phòng. Tuy nhiên với việc chuột hơi bị dẹt nên nó sẽ làm cho người dùng ban đầu hơi bị bỡ ngỡ và phải làm quen. Việc thay pin nó cũng khiến các bạn phải lưu ý một chút, như mình nói ở trên ấy, là thay cục pin 3A, ba cũng là cục pin 3A nhưng phải là chuẩn hoặc là phải fix lại một tí như mình đã nói. Theo các bạn nghĩ thì con chuột Surface Mobile Mouse này có đáng để sở hữu không? Các bạn hãy bình luận và lưu ý kiến của riêng bản thân các bạn ở dưới nhé. Và hãy đặt ra những câu hỏi mình sẽ giải đáp cho các bạn đầy đủ. Đừng quên like và đăng ký kênh Đăng Vũ nhé. Chào tạm biệt các bạn.